Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình là Thắm Trần. Chúc bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một bài nhảy cover, đấy là bài Trời Còn Mưa Mãi. Các bạn yêu thích những điều nhảy này, đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để kết nối với những bài tập mới nhất vào mỗi kênh cho mình nhé. Và bây giờ mời các bạn chú ý cùng mình vào bài tập. Trước những bài tập chi tiết từng tổ hợp, mình sẽ đi demo một lần để các bạn dễ hiểu. Sau đấy, mình sẽ vào chi tiết từng tổ hợp nhé. Các bạn chú ý và theo dõi bài tập. Đầu tiên đấy là phần nhạc dạo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng mình vào tổ hợp thứ nhất. Các bạn vỗ tay 4 nhịp. 1, 2, 3, 4. Bây giờ sẽ bắt đầu từ chân phải. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Lần thứ hai các bạn đưa tay ra nhé. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Tổ hợp thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ 3. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
tổ hợp cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ vào chi tiết từng tổ hợp nhé. Đầu tiên đấy là phần nhạc dạo. Các bạn đứng hai chân rộng bằng vai, hạ đầu gối xuống và các bạn đánh hông nhé. Đánh sang phải, 1, sang trái, 2, tiếp tục, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ chúng mình sẽ vào tổ hợp thứ nhất của bài, các bạn vỗ tay bốn nhịp. 1, 2, 3, 4, sẽ là tổ hợp cha cha các bạn nhé. Các bạn bước chân phải lên trước, 1, trụ lên chân phải, 2, chuyển trụ chân trái, 3 và 4, đổi chân nhé, bắt đầu từ chân trái, 5, trụ lên chân trái, 6, chuyển trụ chân phải, 7 và 8. Bây giờ các bạn sẽ bước chân phải ra phải, 2, trụ lên chân phải, 2 nữa chuyển trụ chân trái. Các bạn có bước cha cha ngang sang trái, 3 và 4, bước chân trái sang trái, 5, trụ lên chân trái, 6, chuyển trụ chân phải, 7 và 8. Tổ hợp này sẽ thực hiện 2 lần. Bây giờ mình sẽ đi lại lần thứ 2 nhé. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và động tác tiếp theo của tổ hợp này, chân vẫn như vậy, các bạn sẽ sử dụng thêm tay nhé. Các bạn đi chân phải sẽ dùng tay phải và đi chân trái sẽ dùng tay trái. Nào các bạn vỗ tay bốn nhịp. 1, 2, 3, 4. Bây giờ các bạn bước chân phải lên trước và các bạn sẽ đưa tay phải ra trước. 1, trụ lên chân phải, 2, chuyển trụ chân trái, 3 và 4, tương tự bước chân trái lên trước và đưa tay trái lên trước, 5, trụ lên chân trái, 6, chuyển trụ chân phải, 7 và 8. Bây giờ các bạn sẽ có bước chân ra ngang nhé. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Thực hiện lại lần thứ 2 các bạn nhé. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Thực hiện lần thứ 2 các bạn nhé. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Tổ hợp thứ 2, các bạn tết người 45 độ sang hướng bên trái, các bạn bước chân trái lên vuông góc, tay phải các bạn sẽ đưa lên ngang ngực và các bạn hạ xuống nhé. 1, 2, lần thứ 2 nhé. 3, 4, các bạn chống chân phải lên. Và bây giờ các bạn tay trái vuông góc, tay phải đưa lên, đưa xuống nhé. 5, đánh hông. 6, 7, 8. Và lần thứ 2. 2, 2, 3, 4. Tiếp tục. 5, 6, 7, 8. Và lần thứ 3. 3, 2, 3, 4. Giờ các bạn sẽ không đưa tay nữa mà các bạn sẽ vòng tay và các bạn chuyển hướng nhé. 5, 6, 7, 8. Nhịp 8 thứ 4 bắt đầu từ chân phải nhé. Hai tay các bạn sẽ vòng theo chân. 4, 2, 3, 4. Và bây giờ bắt đầu từ chân trái. 5, 6, 7, 8. Tương tự bây giờ các bạn sẽ tết người 45 độ sang hướng bên phải và bắt đầu từ chân trái nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Lần thứ 3. 3, 2, 3, 4. Các bạn sẽ quay tay và chuyển hướng. 5, 6, 7, 8. Sẽ nhịp đạp thứ 4 bắt đầu từ chân trái. 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Và tổ hợp thứ 3. Đấy là bước xe ra tiến và xe ra lùi. Bắt đầu từ chân phải, hai tay các bạn sẽ dang ra nhé. 1 và 2, bước chân trái lên. 3 và 4, chân phải. 5 và 6, chân trái. 7 và 8. Bây giờ các bạn sẽ bước sang phải một bước. Tay trái các bạn sẽ vuốt từ trên ngực xuống. 1, 2, bước sang trái một bước và tay phải vuốt từ trên ngực xuống. 3, 4, tiếp tục nhé. 5, 6, 7, 8. Và bây giờ các bạn sẽ có bước chân ra lùi. Bắt đầu từ chân phải, tay phải đưa lên cao và tay trái các bạn sẽ giữ ngang eo. 2 và 2, lùi chân trái và lùi chân trái và đổi tay. 3 và 4, tiếp tục nhé. 5 và 6, 7 và 8. Động tác thứ 2 tương tự lúc nãy, các bạn bước sang phải. 2, 2, sang trái. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp này sẽ thực hiện 2 lần. Bây giờ mình sẽ đi lại lần thứ 2. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tổ hợp cuối cùng, các bạn bước chân phải ra, hạ đầu gối xuống, các bạn đánh hông 4 nhịp nhé. Chân phải trước, 1, 2, chân trái, 3, 4. Và bây giờ các bạn sẽ vuốt tay từ trên đầu xuống. 5, 6, 7, 8. Và bây giờ mình sẽ thực hiện ở hướng này để các bạn một lần nữa quan sát nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ nhất. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Và bây giờ thực hiện lần thứ 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Tổ hợp thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ 3. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài tập của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.